Cho nên cái này mà có ánh sáng nữa là hết sảy luôn rồi. Hơi thiếu ánh sáng. Cái chữ nè. Quay lại cho các bạn xem này nha. Các bạn nào mà đi phượt mà vô chùa Linh Vi Pháp Ấn á, thấy dọc đường có mấy cái bảng để Winstay đó, là đây nè. À, nguyên cái khu vực này nè là Winstay. Có chỗ chụp hình để sống ảo gì rất là đẹp. À, nó có một cái thung lũng ở trước này nè. À, nhìn qua bên kia là toàn là núi đồi trùng trùng điệp điệp. À, chỗ này là sống ảo có lý lắm đó. Mấy em nào thích sống ảo á. À, độ cao 900 m. Vinh Homestay đi xem của mấy anh em lên đây chơi nè. À, ở đây là địa điểm săn mây nha các bạn. Các bạn nào săn mây lên Vinh Homestay là chỗ này là theo ông chủ ông nói là 5-6 giờ sáng là mây đầy dày đặt ở đây nè. Ai săn mây thì cứ lên đây săn. À, mình vô đây rồi thì có vé có gì không con? Dạ ở đây thì mình chỉ bán nước thôi ạ. À. À, không bán vé. À. Dạ lên đây mình uống chai nước suối à, cũng được. Ok. Dạ ở đây là không có vé vô cổng nha các bạn. Các bạn lên đây có thể sống ảo ở đây được nè. Chỗ này cái cảnh rất là đẹp. À. À, lên đây thì uống nước này nè, cà phê, cà pháo gì với ngắm view. À, nguyên cái lốp lốp luôn kìa. Núi đồi bắt cúp. Đồi gì? Đồi bắt cúp. À, đồi bắt bắt cúp. À. Cái bát mà nó úp lại á. À, cái bát úp. À, đồi bắt úp sao giống bay cúp ấy vậy. tưởng đâu ông nói tên Mỹ nãy chứ. Thì ở đây người bắt nhiều á đó là bát. Tại sao người ta kêu bằng bát úp ta? Thì nó chén úp lại á. À, à mấy cái đồi đó hả? Ừ. Cái dãy đồi phía ngay giữa đó. À. Còn bên đây, cái này. Bên đó là núi Sào Bung. Núi Sào Bung. Sao giống Campuchia vậy? Tên của người dân tộc. À. Núi Sào Bung bên đây nha bà con, còn bên đây là đèo Bảo Lộc. À đèo Bảo Lộc bên đây hả? Đó, đèo Bảo Lộc. À. Bên tay trái mình đèo. Còn ngay chính giữa là Đại Lào. Đại Lào. Châu Lộc Tiến Bảo Lộc mình nhìn thấy hết luôn. Ở đây là tối là cái vùng nhà đằng trước đó là nó sáng trưng. À, có đèn luôn hả? Dạ. Ở đây là độ cao 900 m nha các bạn. À, nhắc lại cho các bạn biết nè, nếu các bạn vô coi vô chùa Linh Vi Pháp Ấn đó, thấy có cái bảng để Win Homestay á là đây nè. À, vô đây là sống ảo thoải mái luôn nè. Vô cổng không có tốn tiền. À, lên đây uống nước. Có bán cái gì khác không con hay chỉ nước thôi? Mình có đồ ăn, đồ uống đầy đủ hết á chú. Có bán đồ ăn luôn. Có nướng gà, nướng heo, nướng nai, nướng bò đồ đầy đủ. Chà, chà, có heo, có nai, có bò có gì đốt đủ. Có lửa chạy luôn. À. Ở đây mình có dịch vụ đốt lửa chạy. Cái đó đi nguyên ekip giờ lên chơi được. Đi tìm động á. Rồi đốt lửa chạy đốt ở đâu? Đốt ngay giữa. Đó. Mấy cái ghế gỗ ngồi vô. À, đốt lửa chạy ở đây luôn. Cái này bê tông thôi. Cái này mà con gì? Con ve đó hả? Là con ve hả? À, tiếng ve đó nghe các bạn. Ve, ve núi kêu cũng khác ve đồng bằng nữa nha. Có người lên họ tâm linh họ nói là Thanh Long Mạch.
bắt hổ là đầy đủ ở đây đó. À. Nằm ngay giữa luôn á. Không, chỗ này là thấy là quá đẹp. Thấy toàn cảnh đó. Ừ. Đây là phong thủy tốt, nói chung là homestay. Win Homestay Bảo Lộc. À. Cái này địa điểm check-in mới nè các bạn, ở Bảo Lộc á. Nếu mà vô chùa Linh Vi Pháp Ấn là nên tranh thủ lên đây luôn, tại nó cũng gần nhau. Này đi đâu vậy bác? À, đi lòng vòng đây thôi hả? Hả? Cái chỗ này là cái chỗ mình cắm trại. À, dẫn coi. Thử cắm bên đây luôn, ngủ lại. À. Ngủ lại ở đây. Ngủ liều mà mình cho thuê liều hay là người ta mang liều của người ta. À. À, ở đây có thể cắm trại được nè các bạn. Camping á. Có mấy cái liều á, ở đây người ta cho thuê liều để mình ngủ luôn. À, có lý rồi nha. Đó nguyên dãy nè. Nguyên dãy này là cấm liều ngủ. Ừ. À, ở đây mấy cái lớp này là để cấm liều đó hả? Dạ, cấm liều. À. Có thiệt chứ. Cái này là cỏ nhung nhật. Cỏ nhung nhật. Còn cỏ nhung nhật. Ông nói cỏ Mỹ là khác nha. Ông nói cỏ Mỹ là khác nha. Ông mà nói cỏ Mỹ đây người ta kéo lên đây luôn á. Dưới này là cái đồi này là đồi cà phê nè. À. Trời cái này có nắng là hết sảy luôn rồi. Mấy cái cái nào? Hoa ngũ sắc. Mấy cái này hả? Dạ. À. Dạ. Nhưng mà tên đó là hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc. Dạ. Giống ngoại hả? Cái này đâu từng thấy đâu hả ta? Dạ. Ngũ sắc tím, ngũ sắc vàng. À. Nó tên ngũ sắc nhưng mà nó có một màu thôi. Dạ. Nhưng mà nó có mỗi cây cái có loại cây màu vàng, màu tím. À. Ở tên ngũ sắc. Chỗ này có lý rồi nha. Ở đây mấy cái chỗ này là các bạn có thể cắm trại được nè. À, người ta làm để cho cắm trại luôn đó. Thì cắm trại thứ gì cái nhìn mấy cái cảnh ở dưới này rất là đẹp. Quá, quá hay. À, bên đây là khu cắm trại. Còn cái chỗ này là đi lên chỗ chánh nè. Mà cái quan trọng nhất á, ở cái vị trí này, cái chỗ này là chụp từ ở trên cao, nó giống Lam Giang vậy các bạn, giống như ở Lam Giang vậy. Còn không thì nó cũng na ná như ở mấy cái đèo lớn á, rồi người ta làm mấy cái chỗ ra vậy để chụp hình nè. À. Cái này mà ánh sáng thì rất là đẹp, tại mình lên đây chiều. À, ông chủ cũng nói đó, sáng nào cũng ở đây có mây lạng dạng ở đây nè. Nếu đi săn mây là chỗ này là chỗ lý tưởng. Chỗ này nhìn không thua Tây Bắc nè. Đồi núi cũng chập trùng chứ. À, đồi núi cũng chập trùng mà.
mênh mông. Tây Bắc hình như núi nó còn cao, nó đứng dựng hơn ở đây à, dữ hơn. Mà ở Tây Bắc á, có đi chẳng hạn như Đồng Văn ha, là mấy cái đèo lớn lớn đó, nó khủng khiếp lắm. Mình dân đồng bằng á, mà mình đi ra đó chạy nó thoát cái bụng. Tại vì nó ở ngoài đó là nó đường xe nó chạy từ cả ngàn mét không à. Nhiều khi chạy nhiều vô mấy cái chỗ có mây nó đang chạy chạy cái mây ụp vô cái không thấy gì luôn. Chỗ mã bì lèn hay đều đó. Mã bì lèn chạy hốt hốt bụng lắm ông nội ơi. Lạnh dữ không Trung? Cái khu này họ nuôi bò sữa. Bò sữa ha. Bò sữa thấy cái trồng cây cỏ ra là tốt. Tối nay có đám cưới của ông bạn. Tối nay thì thằng trai qua đám hỏi, thằng gái ra chơi.